Xin chào nhà. Ngày hôm nay em quay clip lên sóng phục vụ các bác một con máy rửa bát dòng TM. Ở đợt này cái dòng TM hay tất cả cái dòng máy rửa bát vào đầu mùa đông miền Bắc thì nó vẫn còn đang khá là rẻ. Tiếp tới vào mùa đông thì giá thành có thể sẽ tăng lên đấy, vì mùa đông thì thường cái nhu cầu máy rửa bát các bác mua rất là nhiều. Ở Việt Nam mình khi nào mà trời lạnh thì bắt đầu lại mình nghĩ đến máy rửa bát. Còn mùa hè thì vẫn còn đang ấm thì nhiều khi rửa bằng tay thì vẫn chưa có thấy ngại đâu ạ, nhưng mà sang mùa đông bắt đầu trời lạnh thì rửa nó bắt đầu mỡ nhiều, lạnh cóng tay đi. Thì các bác lại nghĩ đến máy rửa bát rất là nhiều đây. Ở đây em lên một cái con TMI6 sản xuất năm 2013. Ở thời điểm trước thì những con máy này thì toàn 6,5 triệu, 6 triệu các bác. Nhưng bây giờ 4,2 triệu nhé, con này em bán là 4,2 triệu, mã số 3 này. 4,2 triệu thôi, quá rẻ, giá chưa biến áp, chưa phí vận chuyển. Máy này đã được bên em làm trắng đẹp từ đầu đến đít rồi. Các bác nhìn hình thức đã được làm đẹp long lanh hết rồi nha. Để các bác dùng, vừa dùng vừa bày trông cho nó sáng sủa. Một con TMI6 hình thức làm đẹp. Giá thành thì quá rẻ cho một con máy rửa bát ạ. Anh bác nào vẫn còn mà suy nghĩ và rửa tay cho nó nhanh thì các bác có thể cân nhắc suy nghĩ lại một chút. Máy rửa bát nó rửa rất là sạch. Riêng đối với máy Nhật này thì rửa hoàn toàn bằng nước nóng thôi, không cần phải hóa chất tẩy rửa gì, nó vẫn cứ rửa bình thường. Mà rửa xong thì bát đũa khô gioang, bỏng tay luôn. Mỗi lần rửa thì siêu tiết kiệm điện nhé, mới hết nửa số điện và 11 lít nước thôi ạ. Đấy, có lưu ý rằng máy Nhật là rất là tiết kiệm mà như vậy. Đây là cái dòng máy 6 bộ. 6 bộ thì là như nào? 6 bộ tức là dùng cho một mâm 6 người ăn ấy, thì thường các bác xếp thì nó được khoảng 6 đến 8 người ăn. Ở đây thì xếp nó như thế này. Các bác sẽ xếp vào đây là 12 cái bát con, mỗi cái ngạnh là một cái này, 6 cái cốc này. Ở dưới này 6 đến 8 cái đĩa này, 6 đến 8 cái đĩa các bác nhé. Đũa, thìa này, và đây là xếp những quán ô tô. Đấy. Còn các bác dùng, nếu bác nào muốn dùng viên rửa thì các bác cứ ném thẳng vào trong khoang này thôi. Trên máy thì đây có chức năng hẹn giờ này, thời gian sấy 30 phút này, có các chế độ rửa tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ C này, có các chu trình rửa này. Rất là dễ sử dụng, tắt nguồn các bác nhé. Các bác chỉ cần bấm bật nguồn này cho một cái này và bấm rửa là máy hoạt động hoàn toàn tự động hết từ đầu đến cuối luôn. Đấy. 20 năm trước thì người Việt Nam mình thì vẫn còn nghĩ cái máy giặt nó ghê gớm lắm. Trên nhiều nhà cũng mua máy giặt thì cũng đã sợ, vẫn sợ là liệu nó có sạch không, có tốn điện nước không. Nhưng mà đến nay thì máy giặt đã rất là phổ biến rồi. Việt Nam mình đi sau các cái nước văn minh khoảng vài chục năm đến hàng trăm năm, cho nên là máy rửa bát một vài năm đổ lại đây ấy, thì do mạng xã hội quảng cáo nhiều mà giá thành nó rất là rẻ, cho nên cũng đã dần dần là phổ cập được cái máy rửa bát rất là nhiều rồi các bác nhé. Một con máy rửa bát Nhật, nói chung là hàng Nhật thì siêu bền rồi, em bảo hành 1 năm nhé. Ngoài thời gian bảo hành 1 năm ra thì các bác cần hỗ trợ gì hỗ trợ thoải mái các bác luôn, chả có cái gì hỏng đâu ạ, hành lành lắm, bác nào dùng rồi thì các bác biết. Sản xuất năm 2013 các bác nhé. Tem này nó hơi bị bật chút này. Lưng niếc thì đã làm đẹp hết rồi, mọi thứ giá thành thì quá rẻ. Các bác nào còn đang lăn tăn mua một con máy rửa bát cho gia đình thì các bác có thể cân nhắc cái dòng này nhé. Ăn tiêu một bữa vài triệu hết thì các bác mua một con máy rửa bát này tội gì ạ? Về vợ con rất là thích, rửa ăn xong cho vào xếp vào như chán bát thôi, xong sấy khô diệt khuẩn để đấy bữa sau mình lại lấy mình dùng luôn, rất là tiện. Các bác nào còn đang có lăn tăn chút thì các bác cứ cân nhắc thêm nhé. Chào các bác.